Françoise Meyer, người thừa kế hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới L'Oréal, hiện đang là người phụ nữ giàu nhất thế giới theo danh sách mới nhất của Forbes, nắm trong tay hàng chục tỷ đô và trải qua cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng thập niên để tranh giành quyền thừa kế. Thế nhưng bà lại tỏ ra không mấy mặn mà với chuyện kinh doanh, thậm chí là còn tỏ ra khó chịu khi sống trong thế giới giàu sang. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Françoise Meyer, người phụ nữ giàu nhất thế giới không thích bàn chuyện kinh doanh. Luôn khó chịu trong thế giới người giàu. Françoise Bettencourt Meyers sinh ngày 10 tháng 7 năm 1953 tại Neuilly-sur-Seine, Pháp, là cháu ngoại duy nhất của ông Eugène Schueller, người sáng lập L'Oréal, công ty hàng đầu thế giới về mỹ phẩm và làm đẹp. Ông bắt đầu việc kinh doanh khi thành lập công ty thuốc nhuộm tóc Pháp và sau đó đổi tên thành L'Oréal. Thời điểm đó, công ty chỉ có một người duy nhất là ông Eugène Schueller. Dần dần, L'Oréal phát triển và cho ra đời thêm nhiều dòng sản phẩm mới. Năm 1960, công ty đã mua lại hãng Lancôme & Garnier rồi tung ra thị trường loại nước hoa Guy La Roche. Sau này, bà Lillian Bettencourt, mẹ của Meyers, được thừa kế toàn bộ gia nghiệp. Việc đáng chú ý nhất mà bà đã làm là để công ty thực phẩm Thụy Sĩ Nestlé đã trở thành nhà đầu tư lớn của L'Oréal kể từ năm 1974. Tại thời điểm đó, bà Lillian đã ủy thác cho Nestlé gần một nửa số cổ phần của chính mình trong công ty để đổi lấy 3% cổ phần trong Nestlé vì sợ rằng L'Oréal có thể bị quốc hữu hóa. Dù được sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất nước Pháp, nhưng ngay từ khi còn trẻ, bà Meyers đã không mấy mặn mà với thế giới của người giàu và luôn tìm cách xa lánh cuộc sống hào nhoáng của mẹ. Tác giả cuốn The Bettencourt Affair nói rằng bà ấy thực sự sống trong cái kén của chính mình, chủ yếu là trong những giới hạn của gia đình. Việc mua những món hàng xa xỉ cũng không phải là sở thích của Meyers. Bà là một người rất tỉnh táo, đam mê piano và những cuốn sách hơn thế giới kinh doanh và tài chính khổng lồ của ông ngoại và mẹ. Khi bước vào tuổi thiếu niên, mối quan hệ giữa Meyers và mẹ trở nên xấu đi. Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo Pháp, bà Lillian từng gọi con gái là một đứa trẻ lạnh lùng. Khi trưởng thành, Meyers lựa chọn tập trung vào sự nghiệp sáng tác văn học. Biên tập viên Tom Sarton của tạp chí Time từng mô tả bà là một trí thức có đầu óc nghiêm túc. Năm 1984, Meyers kết hôn với Jean-Pierre Meyers, cháu trai của một giáo sĩ bị Đức Quốc xã sát hại. Điều đáng nói là ông ngoại của bà lại ủng hộ Đức Quốc xã. Cuộc hôn nhân này vì thế vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. Cùng với việc hai mẹ con về cơ bản đã có tính cách trái ngược nhau, một số người tin rằng mâu thuẫn giữa Meyers và mẹ bà đã trở nên nghiêm trọng hơn kể từ đó. Trong khi bà Lillian Bettencourt coi L'Oréal như huyết mạch của mình, cống hiến cả đời cho công ty và thường dành thời gian đọc cả núi tài liệu, thì Meyers lại không làm như thế. Thậm chí tại các cuộc họp, Meyers có đến nhưng chẳng can thiệp vào chuyện gì dù bản thân là thành viên hội đồng quản trị của công ty. Cuộc chiến nhà Bettencourt. Căng thẳng giữa hai mẹ con nhà Bettencourt lên đỉnh điểm vào cuối năm 2008 khi Meyers đệ đơn lên tòa án yêu cầu kiểm tra năng lực chịu trách nhiệm của mẹ mình. Nguyên nhân của hành động trên bắt nguồn từ những món quà hào phóng đến mức khó tin, tổng trị giá tới hơn 1 tỷ euro mà bà Lillian đã tặng cho người bạn trai François-Marie Barnier. Meyers buộc tội Barnier đã lợi dụng tình trạng sức khỏe để thao túng, hòng chiếm đoạt tài sản khổng lồ của mẹ mình. Theo những người làm việc tại tư gia, bà Lillian Bettencourt tặng ông Barnier những món quà có giá trị lớn rất lớn trong tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Đáng chú ý nhất là hai lần nhập viện vào năm 2003 và 2006. Sau khi được người đầu bếp của mẹ cung cấp băng ghi âm nhiều cuộc đối thoại tại tư gia, Meyers quyết định đưa mọi chuyện ra tòa với lý do lo ngại mẹ mình không còn minh mẫn để chống lại sự chi phối của Barnier. Meyer thậm chí còn đề nghị pháp luật giám hộ mẹ mình vì cho rằng bà có thể tiếp tục bị lợi dụng. Phản ứng trước vụ kiện bất ngờ của con gái, mẹ của bà đã đề nghị thực hiện một cuộc kiểm toán để chứng minh rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để điều hành một khối tài sản khổng lồ một cách hiệu quả. Ông Meyer cũng bác bỏ những cáo buộc và cho rằng bà Meyer làm như thế vì muốn chiếm đoạt tài sản và sớm nắm quyền điều hành tập đoàn L'Oréal từ tay của mẹ. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Kết thúc cuộc chiến.
Tháng 10 năm 2010, Bettencourt Myers đệ đơn lần thứ 3 yêu cầu tòa án xác nhận mẹ mình không có khả năng điều hành công ty. Trong khi đó, bà Lillian cũng nộp đơn kiện lại con gái, buộc tội Myers đã dùng bạo lực tinh thần đối với mình. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2010, một số nguồn tin cho biết hai mẹ con nhà Bettencourt đã đạt được một số hòa giải. Cùng lúc đó, bà Myers đã ký được một thỏa thuận với Barnier và một vài người bạn nữa của mẹ mình. Theo đó, những người này cam kết sẽ trả lại một phần đáng kể số quà mà bà Lillian đã tặng họ. Ngoài ra, trong một phần của thỏa thuận, chồng của Bettencourt Myers là Jean-Pierre Myers sẽ trở thành người đứng đầu công ty Thesis, nơi điều hành tới 31% số cổ phiếu của gia đình Bettencourt tại L'Oréal. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2011, Myers lại tiếp tục nộp đơn kiện. Lần này vì lý do nghi ngờ bà Lillian cùng một số cộng sự âm mưu tẩu tán tài sản của tập đoàn qua hình thức đầu tư vào một công ty do tay luật sư Pascal Wellham của bà điều hành. Kèm theo đó là yêu cầu đòi giám định lại sức khỏe của bà Lillian. Đến tháng 6 năm 2011, kết luận kiểm tra y tế mới nhất đã được các bác sĩ trình lên tòa án. Theo đó, nữ tỷ phú 89 tuổi Lillian khi ấy bị mắc một chứng bệnh về não, không thể đảm bảo các hoạt động bình thường của cơ thể về trí tuệ cũng như hành động. Nói tóm lại, bà được đánh giá là không đủ khả năng điều hành tài sản khổng lồ của mình mà cần phải có người giám sát bảo trợ. Cuộc chiến dai dẳng giữa hai mẹ con nhà Bettencourt về cơ bản đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Myers. Ông Barnier bị tạm giam và phải trả lời hàng loạt câu hỏi xung quanh khả năng trốn thuế và làm giấy tờ giả. Người quản lý tài sản và luật sư riêng về thuế của bà Lillian cũng bị bắt giữ. Hành động của Myers khiến mẹ bà vô cùng giận dữ. Hai mẹ con nhà Bettencourt không nói chuyện với nhau kể từ đó. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Lillian tuyên bố: "Tôi không coi nó là con gái nữa và tôi cũng không muốn làm vậy." Vụ kiện cũng làm phơi bày những bí mật đã bị lãng quên của gia đình này, bao gồm những tin đồn rằng cha và ông của Myers là những người ủng hộ Đức Quốc xã. Bản thân Myers sau đó cũng bị điều tra vì hối lộ một nhân chứng. Đến năm 2011, một thẩm phán Pháp đã chỉ định Bettencourt Myers cùng hai cháu trai của Lillian làm người giám hộ cho lợi ích của bà. Đến tháng 9 năm 2017, bà Lillian Bettencourt qua đời. Thời điểm đó, bà và gia đình đang sở hữu 33% cổ phần công ty và khoảng 90% tài sản mà Myers sẽ thừa kế là cổ phiếu L'Oréal. Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới và cuộc sống kín tiếng. Lúc bà Lillian còn sống, L'Oréal đã là cái tên đình đám trong lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp. Năm 2016, L'Oréal sở hữu 34 thương hiệu cùng sản phẩm có mặt tại khoảng 140 quốc gia trên thế giới, là công ty niêm yết thứ tư của Pháp. Gia đình Bettencourt có khoảng 33% cổ phần trong công ty, trị giá 107,5 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 5 năm 2017. Theo ước tính của tờ Business Insider, vào thời điểm được thừa kế tài sản từ mẹ, Bettencourt Myers nắm trong tay khối tài sản ròng lên đến 42,3 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2018, nhờ sự bùng nổ doanh thu từ các dòng mỹ phẩm như Lancôme, Maybelline, L'Oréal Paris, The Body Shop, Urban Decay, YSL Beauty mà tổng doanh thu của đế chế mỹ phẩm này đã đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, đạt 30,6 tỷ đô la Mỹ. Khối tài sản của bà Myers cũng tăng thêm 7,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 17%. Hiện nay, L'Oréal là một trong 7 tập đoàn chi phối gần như toàn bộ ngành công nghiệp làm đẹp trên thế giới, cùng với Unilever, Coty, Procter & Gamble, Shiseido, Johnson & Johnson và Estée Lauder. Các sản phẩm của L'Oréal bao gồm thuốc nhuộm tóc, dưỡng da, chống nắng, trang điểm, nước hoa, chăm sóc tóc. Trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như Lancôme, Maybelline, Urban Decay, Giorgio, Armani. Điều này càng giúp cho khối tài sản của Myers tăng lên đáng kể. Đến năm 2019, bà sở hữu trong tay khối tài sản ròng 49,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng tỷ phú, chính thức nắm danh hiệu người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, tức tháng 2 năm 2020, Myers đang nắm 57,6 tỷ đô la Mỹ trong tay. Bettencourt Myers có cuộc sống kín tiếng, khá giống với người mẹ quá cố của bà. Hiện tại, bà đang sống tại Paris, Pháp.
thường chơi piano vài giờ mỗi ngày và viết hai cuốn sách về kinh thánh, các vị thần Hy Lạp. Bên cạnh đó, Myers cũng ít quan tâm đến các vấn đề của Lorian hơn so với mẹ mình, dù đã ngồi trong hội đồng quản trị hơn hai thập kỷ. Bà cũng thường xuyên tham gia từ thiện. Gia đình Betancourt từng cam kết trích 200 triệu euro tài sản cá nhân và công ty ra, đóng góp để phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn vào tháng 4 năm 2019. Hiện Myers là chủ tịch của Betancourt Schuller Foundation, tổ chức từ thiện do bà đồng sáng lập vào những năm 1980. Quỹ từ thiện này khuyến khích sự tiến bộ của Pháp trong các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật. Quỹ tài trợ kinh phí và hỗ trợ cho các dự án về khoa học đời sống, tiến bộ xã hội và thủ công truyền thống. Ngoài ra, quỹ cũng hỗ trợ các dự án nghiên cứu về tế bào thần kinh, giúp đỡ gia đình có trẻ tự kỷ và đầu tư cho các dàn hợp xướng ở Pháp. Là người phụ nữ giàu nhất thế giới và đang điều hành một đế chế mỹ phẩm nổi tiếng như L'Oréal, nhan sắc của bà Mayer luôn là vấn đề được nhiều tín đồ làm đẹp quan tâm. Thậm chí có người còn cho rằng việc sử dụng những sản phẩm chống lão hóa thần thánh của L'Oréal có thể giúp bà trông trẻ hơn 10, thậm chí là 15 tuổi. Tuy nhiên, thật bất ngờ, bà Mayer không phải là một người thích làm đẹp và cũng không chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.